Hôm qua Vũng Thị xảy ra một vụ án giết người. Ba tên tình nghi đã chạy vào ba rượu nổ súng khiến một người chết và ba người bị thương. Kẻ chết tên là Garcia, 42 tuổi, trúng 6 phát đạn và chết tại chỗ. Cảnh sát đã chứng thực kẻ chết là tên đầu sỏ của tập đoàn phạm động. Một số nhân viên cảnh sát đã bao vây ba tên có quốc tịch Trung Quốc. Hoài nghi là tội phạm giết Garcia, hai bên nổ súng rất kịch liệt, có một hung thủ bị bắt tại chỗ. Tên hung thủ bị bắt tên Lý Đương, 17 tuổi, ở Hồng Kông đã có nhiều kỷ lục phạm tội. Cảnh sát tin rằng hai tên đồng đảng đã chạy thoát là người Hồng Kông, trong đó có một người là nhân vật chủ sự. Lý Đương, bổn tòa phán định tội danh mưu sát thành lập. Căn cứ theo pháp luật của bổn địa phương, hình phạt cao nhất là tử hình bằng ghế điện. Nhưng mà lúc phạm tội tại Mỹ chỉ được có 17 tuổi. Căn cứ theo án lệ xưa này thì bổn pháp định xử ngồi tù 40 năm. Giết người đã thay đổi số mạng suốt đời của tôi. Trước kia, cô gái đua xe, đánh lộn, thậm chí điên cướp, những chuyện trong đời này tôi hầu như không còn nhớ rõ. Bây giờ việc mà tôi biết rõ nhất đó là căn phòng này, đó là thời gian thừa thải và cái xác không hồn đang chờ chết. Có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không? Cho tôi cơ hội để thay đổi hoàn cảnh. Thay đổi con người, thay đổi chuyện cũ và thay đổi tất cả. Năm đó quốc gia xảy ra nội loạn, chính phủ cũ rơi đài và chính phủ mới đã lên ngôi. Những tội phạm như chúng tôi tất cả đều được giảm án. Quan mới lên nhậm chức, họ nhất định sẽ làm việc tốt. Sáu năm sau lại có một tổng thống mới lên nhậm chức, tôi lại được giảm hình một lần nữa. Cộng thêm họ nói hạnh kiểm của tôi được tốt, về hình kỳ chỉ còn lại 12 năm. Bước ra khỏi chỗ này không bao lâu chuyện đó sẽ là thật. Thật ra bên ngoài thay đổi thế nào tôi thật sự không muốn biết. Tôi chỉ biết là tôi rất sợ và rất là hoang mang. Không cần biết thay đổi thế nào, nhưng bao nhiêu năm nay chỉ có một người bạn tới thăm tôi. Không bao lâu nữa tôi được ra ngoài uống rượu với ảnh. Hy vọng những ngày tháng này tới thật nhanh.
Are you Mr. Donnelly? I'm from the car rental company. Mr. Chan Hoon sent me. Come on, hop in. Excuse me, sir. Can I help you? It's okay. Are you visiting someone? Yes. Presidential Suite. This way, sir. Anh là Lý Đương đó hả? Xin mời vô. Tên của tôi là Francis Hà. Hello. Yes. Yes. Thanks for calling. Yeah. Khách sạn có gọi lên hỏi tôi có người khách tới tìm tôi phải không? Anh Hùng đâu? Anh Hùng? Anh Hùng nào? Là do kinh lý của tôi đặt phòng kêu tôi tới đây chờ anh. Hay là anh đi tắm trước đi.
Alo. Đông Dương, lâu quá không gặp ha. Còn nhớ tôi không? Anh Hùng. Con nhỏ đó có gì ý không? Cảm ơn. Cũng nên mà, ngồi bao lâu nay phải hưởng thụ mới được chứ. Có phải đang ở trong phòng chủ nhân không? Ừ. Đừng cúp dây nha, qua phòng khách nghe đi. Alo. Đi coi dưới sàn giường, tôi có để mới đồ cho anh. Thấy món đồ chơi mà thích nhất không? Anh muốn tôi giúp gì đây? Dơm ra cửa sổ coi. Có thấy một người đang diễn thuyết bên kia được không? Thấy. Dùng cái đó kết thành toán hắn, sau đó giết chết con nhỏ, lập tức rời khỏi khách sạn. Mắt sẽ đón ngay ngoài cửa. Làm xong điều này, tối nay tôi sẽ tẩy trần cho anh. Alo. Alo. Tôi về trước có được không? Đứng lại. Người diện thiếu ở quảng trường là người nào? Là tổng thống hậu tuyển của giới này, Velasco. Hỏi người tiếp gì? Có số điện thoại người khi nãy gọi tới không? I just received a phone call. Do you have a record of the caller's number? Okay, thanks. Cậu nói không có kỷ lục. Mặc áo vô rồi khỏi đây. Alo, Đương hả? Sao lâu quá vậy? Cái gì? Anh bây giờ đang ở đâu? Đừng có hỏi nữa. Người hậu tuyển đang đi vào bệnh viện. Mau lên, không còn thời gian nữa. Anh rõ ràng làm khó tôi. Anh Hùng muốn chứng minh anh vẫn còn như là 12 năm trước. Đương à, đây là cơ hội tốt để cho anh biểu hiện. Tôi không giết ông. Kêu anh Hùng gọi tới nói cho rõ đi. Yeah.
đừng giết tôi. Đừng giết tôi. He's just left the suite. Where's he going? He's heading for the elevator area. Chinese man. Oh, man. He's up there! Stop right there! Bấm ok là được. Chờ tôi đi kiếm điện thoại công cộng. John, tôi phải pay for. Speaking, man was calling. I'm a reporter. The suspect wants to talk. Is there anybody who can speak Chinese? 1 minute. Stay on the line. Keep him on the line. Ông kia mình chờ một lát.
Let's go. We can't do that. They'll kill all of us. NJ hotline. It's her. Alo. Xin lỗi quý danh. Hồ Đương. Cảnh sát có cấp bộ chính trị. Ông Hồ Tiễn không phải lý do tôi giết. Có phải anh đang uy hiếp con tin không? Tôi vô tội. Anh nghe đi. Thực ra cái súng Hỏa Tiễn đó không có bắn ra. Có lẽ anh không phải là hung thủ, nhưng nhất định có liên quan tới anh. Anh đi tự thú đi. Chúng tôi sẽ giúp anh mà. Alo. Alo. Stop. Alo. Alo, xảy ra chuyện gì? Có nghe hại con tin không? Nói giọng đi. Alo. Nè, có nghe hại con tin không? Chúng tôi không sao. Chúng tôi không sao. Tôi tự thú cũng được. Trừ phi kiếm được người Hồng Kông tên là Trần Hùng. Chờ chút. Hắn khoảng 40 tuổi, theo lẽ chưa xuất cảnh. Hắn đã gọi tới khách sạn kiếm tôi. Không tin điều tra đi. Tôi liên lạc với ông sau. Tôi không biết lái. Ngô Hoàng Bình. Có phải anh nên đi tự thú không? Kiếm cũng ra Trần Hùng. Tôi không thể chứng minh thanh bạch. Cảnh sát nhất định đem tôi chết thế. Cô phải hiểu cho rõ. Cô tỉnh ngoài đường thiếu gì? Tôi không cần bắt cô. Tôi tên Lý Đường. Cô tên gì? Tôi tên Annie. Annie, tôi biết cô là ký giả. Tôi muốn trong lúc thích đáng cô đem sự thật nói ra ngoài. Có thể vô mua bộ đồ giùm tôi không đây? Tôi mặc size lớn. Không muốn mua có thể đi về. Tôi mới được ra tù sáng nay. Trước khi tôi là tội phạm giết người. Cái người này, trước khi mà tôi giết hắn, tôi chỉ biết hắn mặc quần áo màu gì. Tương quan thế nào tôi cũng không biết. Cho tới lúc tôi bị người ta bắt thì tôi đọc trên báo mới biết được cái tướng của hắn.
đã 12 năm. Tôi đã 28 tuổi. Đây là tất cả gia tài của tôi. Hôm nay trong khách sạn, gia trưởng Hồng kêu tôi giết người hậu tuyển đó. Nhưng tôi không nỡ ra tay, bởi vì tôi tự hứa với mình, sau này mỗi khi làm chuyện gì thì tôi phải biết lý do. Tôi là bên sáng tác, tôi có thể viết câu chuyện của anh ra không? Tôi sẽ đưa cho anh coi trước, nếu như không có vấn đề thì tôi mới đăng. Không sao, tôi đâu có chuyện gì giấu người ta chứ. Cô tự nhiên viết đi. Your keys. Tôi sinh ra chỗ này. Má của tôi, bà là một kỹ nữ. Lúc mà tôi còn nhỏ, Trần Hùng đã giới thiệu tôi qua Hồng Kông để làm việc. Sau đó chúng tôi đã cùng ở chung với nhau. Chưa được một năm thì má của tôi bị mất tích. Không có ai biết bà đi đâu. Tôi cũng không muốn biết. Trần Hùng có đi lính và có đánh giặc. Có một người tên Mark là bạn của tôi, đã theo ổng từ nhỏ tới lớn. Ông dạy chúng tôi biết về súng ống, để chúng tôi phạm pháp giùm ổng. Sau khi ra tù, tôi đã quyết định làm lại cuộc đời. Tôi không muốn 28 năm sau lại có thêm một phong bì văn kiện. Không biết anh Mát đã xuất cảnh chưa? Cục di dân và sân bay có thể điều tra được. Tôi kiếm giùm anh. Cảm ơn. Muốn thay đổi mình không phải là chuyện dễ đâu. Nhất định là phải có nghị lực và tự tin. Alo, đã kiếm được Trần Hùng chưa? Kiếm được rồi. Anh muốn gặp hắn ở đâu? Chờ nhau ở cầu sát khu tàu. 2 giờ trưa ngày mai. Không nhìn thấy hắn tôi không xuất hiện đâu. Tôi muốn có chụp lại giùm tôi quá trình ngày mai tôi gặp cảnh sát. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Xuống xe để tôi coi. Trên xe là đồng sự của tôi. Anh nói cái gì? Trần Hùng không tới. Hắn chờ anh trong văn phòng của tôi. Theo tôi về gặp hắn đi. Đừng có nói thêm. Không gặp Trần Hùng tôi không theo ông về.
Anh chạy không thoát đâu. Chúng tôi đã bao vây rồi. Để dám kêu ông tới đây tôi đã có chuẩn bị. Tôi không muốn bạn của tôi gây hại tới ông. Thằng Hùng đã chết rồi. Không thể nào. 8 năm trước nó bị xe đụng, cái xác đã cháy thành than. Hắn hôm qua đã gọi cho tôi. Tôi còn nhận ra tiếng của hắn mà. Nếu thật sự vô tội, theo tôi về đi, tôi giúp anh. Tôi khẳng định hắn chưa chết. Ông kiếm được hắn, tôi sẽ đi tự thú. Thank you.
Lý Dương, tôi kêu là Kinto. Tôi là tổ chức lính cố dùng. Người hậu tủy bị ám sát, cho nên chánh đảng của bọn ổng đã mời chúng tôi đi điều tra hung thủ giết ổng. Người hậu tuyển không phải là tôi giết. Tôi biết, nếu như anh giết thì anh không điện thoại cho cảnh sát đâu. Anh đã bị lôi cuốn vào. Sao anh biết tôi gọi cho cảnh sát? Tin tức của chúng tôi anh không cần biết. Tóm lại anh là người gì, tại sao lại bị ở tù, chúng tôi cũng biết rất rõ ràng. Tôi tin rằng anh sẽ hợp tác với chúng tôi để tìm ra hung thủ, rửa thoát tội trạng. Mục tiêu của mình như nhau. Anh giúp chúng tôi cũng như là giúp anh vậy. Tôi không có hại anh đâu. Tôi cần thời gian suy nghĩ. 24 tiếng đồng hồ đủ chưa? Bây giờ tất cả toàn thế giới này đều cho anh là tội phạm quốc tế. Anh nên cẩn thận. Chỉ cần anh không chết, chúng tôi cũng có khả năng cứu anh. Ta sẽ coi chụp hình giùm ảnh. Anh muốn tôi giúp ảnh chụp lại chứng cứ lúc mà hai người gặp mặt. Cô bộ cũng không phải là con tin đơn giản. Nếu xã tạp chí của cô không báo cảnh sát, cô có báo cảnh sát không? Không phải là tôi đang chờ không không hay sao? Alo. Alo, Annie hả? Thằng Dương đi. Anh sao hả? Tôi muốn biết được anh Mark đã xuất cảnh chưa. Bạn của anh hình như là đi du lịch Hồng Kông rồi. Hả? Anh đã qua Hồng Kông. Anh Paul à, tôi đang chờ không không ở tiệm cảnh sát. Phải? Hay là tối nay mình nói chuyện nha. Đường, chúc mừng anh đã được giảm hình. Còn 6 năm nữa thì anh sẽ được ra. Bảo trọng nha. Bên ngoài còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta. Hỏi ông dùng gì? Bia. Được. Nè cô à. Hả? Tôi muốn kiếm anh Mark. Mark? Ở đây không có ai tên Mark hết. Xin lỗi, địa chỉ này có đúng không đây? Đúng. Chuyện gì? Anh quay, ông tôi kiếm người. Ông muốn kiếm ai? Tôi kiếm anh Mark. Ông là ai? Tôi tên Lý Đường. Anh là Đường Đường hả? Anh Mark lúc mà uống vài ly bia có nhắc chuyện quay phòng của anh đó. Gì à? Tiểu Dân, khui hai chai bia. Dạ. Ê, khoan đã. Khui chai rượu chát. Dạ được. Tôi muốn gặp anh Mark. Không thành vấn đề, tôi sẽ ăn bài cho. Nếu mà anh gặp được anh, chắc anh mừng lắm. Anh Mark hẹn anh 2 giờ trưa mai, chờ nhau ở dưới 5 cột cờ.
Bạn à, cái tờ giấy này là bạn của anh kia tôi đưa cho anh đó. Anh bây giờ ở đâu? Kìa, hồi nãy ở trạm xe bus. Tướng của anh thế nào? Cao hơn cậu, tóc cũng dài hơn cậu. Vậy đi nha. Vào sân vận động. Nhận được. Bây giờ con chủ đang bắt mèo. Tất cả hãy cẩn thận. Kiếm tôi được là mẫu, anh không nhanh bằng tôi đâu. Có ai nhận được không? Báo cáo vị trí con chuột. Kevin, báo cáo vị trí con chuột. Đang gây ở trong phòng thay đồ. Tôi sẽ lập tức tới ngay. Là gì? Tôi không biết. Nói. Mẹ, anh đừng làm mẫu. Bắn đi. Muốn chết hả? Không có người này tới. Carrie, 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 Kevin, anh ở đâu? Kevin, là đảm đến cô Dung. Kevin, anh không sao chứ hả? Kevin, anh sao hả? Lâu nay không gặp, không có gì để nói với tôi sao?
Sau khi tôi ra ngoài đã thấy anh giết rất nhiều người. Gì hả? Giết người là chức nghiệp của tôi mà. Anh cảm thấy thoải mái sao chứ? Không nghĩ thì thoải mái. Anh có biết là hôm đó anh không giết Blast Hall, tôi gặp nhiều phiền phức hay không? Sau khi ra ngoài, tôi không muốn đi lại con đường cũ. Bộ anh tưởng rằng tổng thống xuống chức lên chức là anh được thả sao? Anh có biết là tôi năn nỉ giùm anh trước mặt của anh không biết bao nhiêu lần không? Tôi phải làm cho anh tin anh là người của mình. Vậy thì anh mới được trở ra. Tôi lấy mạng tôi để đảm bảo cho anh ra, cho cơ hội để cho anh tự biểu hiện mình. Anh quả như là nói tôi làm khó anh. Anh làm lại từ đầu, tôi làm sao anh nói với anh Hùng? Cái mạng của tôi do tôi quyết định. Chúng ta vĩnh viễn là anh em tốt. Cho tôi cơ hội nói với anh Hùng đi. Alo. Mát, đưa đường có tìm mày không? Anh Hùng, đưa đường đi. Cho tôi có được sống được không hả? Tao đã tha cho mày một lần. Nếu không có tao mày không thể ra tù được. Nếu không có anh tôi đâu có vô tù. Khi tao mất nghe điện thoại. Alo. Giết nó cho tao. Dạ biết. Lần này tôi gặp được anh là hy vọng thuyết phục được anh. Có thể an bài cho tôi gặp anh Hùng Cục đi. Giờ rồi anh điện thoại tới. Tôi nghĩ là anh đã biết chuyện gì rồi chứ hả? Đã chuẩn bị xong chưa? Anh đến thăm tôi. Nếu nhanh tự qua được bản thân của mình thì đổ xuống đi. Vận động Phú Long đã xảy ra một án mạng. Một người đàn ông tuổi khoảng 40 bị phát hiện chết ở trong phòng thay đồ. Trên người không có giấy chứng minh nào. Anh tin mới nhận được không? Nạn nhân bị người ta đứng gần bắn chết. Nói đi. Cô trộm vừa về tới khách sạn. Nhận được.
Tôi chấp nhận điều kiện hợp tác của anh. Cảm ơn anh hợp tác. Cảm ơn cứu lại một người của tôi. Nhưng nếu anh đồng ý sớm, tôi đâu có mất một đội viên. Tên thủ đâu? Anh là bạn của tôi. Tôi không bán đứng anh đâu. Dù sao các người cũng đã gặp mặt cảnh. Tự đi kiếm anh đi. Chỉ cần bắt được Trần Hùng, chúng ta có thể hợp tác. Hiệp, xuống xe lấy chấp hình lại đây. Dạ. Cái đám người này là chánh địch của người khách, là thành viên của Escorter. Anh coi có chút gì được không? Có người Hồng Kông không đi? Không. Con người này, Dan T. Aquino, người đứng chính giữa là Escorter. Come in, this way. Gentlemen, since Velasquez's death, my public support has been growing. But still, it is not enough to guarantee victory. We should come up with a new strategy, a new idea. I propose an anti-Chinese campaign. For many years, the minority-rich Chinese have controlled the economies of this country. Most people are not happy about this. If we can create anti-Chinese emotions, I guarantee we will have the support of the people. I'm not very sure if it is a good idea, but I am sure there will be a Chinese backlash, which could have a negative effect on our country. I'm against the idea. It's too risky. What if we try a safer scheme, like save the poor? Save the poor? But who the hell will save us? Winning is all that matters. Velasco's murder is still unsolved. Once we win, we can close the case our way. Tiểu thư của Hồng Kông rồi, đã hoàn thành hiệp ước với Bộ Chính trị. Hắn yêu cầu được bảo vệ và bằng lòng giúp gì điều tra vụ án. Hai người đã quen biết nhau rồi mà. Chúng tôi lấy khẩu cung của ảnh.
Anh yêu cầu tôi để cho cô làm người thông dịch. Tôi không tin họ nên nhờ cô giúp. Cho nên nói cô là ký giả có tác dụng với sự quan sát của chúng tôi, có đúng không? Giúp được anh không thành vấn đề. Dù sao cốt truyện của anh tôi vẫn chưa viết xong. Cảm ơn. Tuy rằng nghi phạm Lý Đương bằng lòng chịu trở về yểm trợ điều tra, nhưng mà ông vẫn phủ nhận là hung thủ giết chết Valesco. Ông đã thú lộ tên tuổi của chủ mưu với bộ chính trị. Cảnh sát tin rằng vụ án này không bao lâu sẽ phá án. Ông chủ, cái phần thiết kế này ông coi có được không? Ông Marvino, người nhà công cho biết người của bộ chính trị đã tới nhà ông. Họ kiếm ông để điều tra vụ án của Valesco. Coming, Dante. My pleasure, Archie. I appreciate you for helping us with our investigation. A standard security procedure. I hope you don't mind. It's okay. I won't be attending your meeting. Anything you need, Mr. Wong will take care of you. Thank you. Hey, không còn tín hiệu gì nữa. Không sao, hắn ở trong building, chắc là đã tắt điện thoại cầm tay. Take a seat, please. Would you like anything? Coffee or tea, sir? This is Miss Chong, Donnelly's interpreter and also a reporter. She understands that this conversation is not allowed to be revealed to anybody under any circumstances. Good. Donnelly, the suspect. Rốt cuộc đi chờ tới gặp tôi. He speaks Chinese. I can understand. But I would prefer speaking English. My Chinese is very poor. Ông hiểu Trung Văn, nhưng mà ông muốn nói bằng Anh Văn, bởi vì Trung Văn của ông hơi tệ. Mr. Lee, we don't know each other. I don't know why you want to see me. Chúng ta không quen biết nhau. Tôi không hiểu tại sao ông muốn gặp tôi. Đừng có đúng kịch nên anh Hùng à. Là hôm đó điện thoại kêu tôi giết người hậu tuyển tổng thống. Tôi không chịu. Anh đã kêu người khác giết ông, sau đó hãm hại tôi. There must be a mistake. I'm not home. My name's Dante Aquino. You should have my background details, right? Sure. Trong phần nhân kiện của chính phủ viết, ông Aquino sanh tại bản xứ, năm lên 5 tuổi, cha mẹ bị bệnh mà chết. Năm 73 thì qua Mỹ du học. Năm 78 tốt nghiệp đại học. Năm 90 trở về đây. Ông là Hoa Kiều. Sau khi vô quân đội đã qua Hồng Kông làm người Hồng Kông. 12 năm trước đây, ông đã dẫn tôi tới đây để giết người. Sau khi tôi bị bắt, đã ngồi trong tù cho tới bây giờ. Tôi năm xưa công khai anh ra, là tôi chỉ muốn làm lại cuộc đời thôi. Tại sao không cho tôi cơ hội? Có phải bây giờ làm chính trị có tên tuổi, sợ tôi khai ra chuyện thúi trước kia của anh, cho nên cả con đường sống cũng không cho tôi? You really mistaken me for somebody else. Ông nói anh nhận lầm người. Anh thay danh đổi tánh, gạt được tất cả mọi người và gạt luôn lương tâm của anh. Nhưng mà gạt không được tôi đâu, bởi vì anh nuôi lớn tôi. Anh thành cho tôi cũng nhận ra anh mà. That's enough. If my presence here can help you solve the case, I'm more than happy to stay. If not, I have things to do. Sir, if you are innocent, they will find the killer and let you go.
God bless you, Mr. Lee. Thank you, sir. Thanks for coming. Thank you. FBI điều tra tại trước kia của tao nên Mr. Scotter không có được ứng tuyển. Có lẽ lời sẽ trải qua tới mày. Anh muốn em phải làm sao? Trái tới cũng chưa chắc chết đâu. Nếu như mà Scotter ứng tuyển thì lỗi gì cũng có thể cứu được. Cũng tại là em nhìn lầm. Cũng như chơi tài xỉu thôi, có ăn có thua. Nếu tôi không cho mày thử, mày giết nó, có lẽ mày thấy tao cũng mất luôn. Nó muốn thay đổi tức là nó muốn giết chết Đường Đường. Nó có ngày hôm nay không phải là ngày của mình, là kẻ địch, nhất định phải chết. Anh Kính, hung thủ giết Harry đang trong nhà thờ Aquino, có bắt nó không? Cho em thêm một cơ hội nữa đi. Mình là anh em tốt với nhau, tao tìm ai giết nó cũng được, tao không làm mày khó xử. Mặc kệ em. Khờ quá, tao bỏ mặc mày thì ai lo cho mày? Tao còn rất nhiều việc phải nhờ mày làm đó. Tôi giết vậy có vấn đề gì không? Là vấn đề lớn. Tôi được biết anh chàng chưa, kêu nó chú Bích còn được. Cái này chắc cô sẽ dùng tới. Những chuyện trước kia đã qua rồi, không gì đáng lưu luyến nữa. Nếu lần này tôi bị thưa tội giết người, thì cuốn sách này là tất cả của tôi. Đây là tài liệu của người Hồng Kông đưa cho tôi. Trong đây có tấm hình của Trần Hùng 15 năm trước. Người này có phải là Aquino không? Họ thật sự là cùng một người. Chúng tôi đã có lấy chỉ tay, nhưng mà không giống chỉ tay của Trần Hùng. Không thể nào, chắc chắn là hắn sửa chỉ tay. Đó là giả thuyết của anh. Nếu không tin điều tra đi. Tôi làm gì không cần anh giải. Tôi có điều tra tài liệu thâm thụ của anh 15 năm nay, chỉ của người Hồng Kông này. Lần này qua Hồng Kông, có phải kiếm hắn không? Căn cứ theo tài liệu của cục di dân, hôm Valles hồi bị giết, hắn ta còn ở đây. Hắn là bạn của anh mà. Đương nhiên anh sẽ nói hắn không phải là hung thủ, có phải không? Anh không chịu nói sự thật, làm sao mà chỉ chứng Aquino? Anh sợ. Nếu anh không khai ai là hung thủ thì đừng yêu cầu quá nhiều. Là anh tự hại anh. Đi đi rồi biết. Có phải là hắn không? Biết. Có phải hắn đã giết Valles Hồ?
Nhìn người này coi, anh có biết hắn hay không? Biết. Là Lý Đường, là ông chủ sự tôi giết Blasso. Tại sao anh tự thú? Vì sợ anh không biết phá án cho nên tự thú thôi. Bây giờ anh là chủ mưu, tôi là hung thủ. Để coi vụ án này chừng nào mới kết thúc. Bộ anh tưởng qua tòa tin lời của anh sao? Vụ án này có quan hệ rất lớn, không ai dám nhúng tay vào đâu. Tôi nghĩ là quan tòa cũng muốn sớm ngày kết thúc vụ án này. Coi sao đã, anh cũng sống không có được yên đâu. Tôi chuẩn bị sẵn rồi. Tóm lại tôi có lỗi với anh, nhưng anh biết mà, anh Hùng đã nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, coi tôi như là em ruột. Cái gì của tôi cũng đều là anh cho hết, anh biết mà. Của ngày hôm nay cũng là anh cho anh thôi. Chỉ cần anh đối với tôi tốt, mạng của tôi cũng cho anh luôn. Chuyện tội nghiệp, tại sao lại không nghĩ cho bản thân của anh chứ? Nghĩ cái gì chứ? Tôi là ai? Tôi chỉ là một tên sát thủ. Tôi không thể quen với ai được hết. Tôi chỉ biết hai người thôi. Một người tên là Đương Đương, nhưng mà anh đã mất tiêu rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình anh Hùng. Anh kêu tôi đi giết người, tôi nhất định không có để cho anh thất vọng. Con đường của anh đi là con đường chết. Nếu kẻ năm xưa ngồi tù là anh, thì anh mới biết trên thế gian này không có Trần Hùng thì không thể chết đâu. Không có hắn thì có lẽ còn con đường sống. Chúc mừng anh, chúc mừng anh đã tìm được con đường đi của anh. Nhưng mà con đường của tôi đang đi không thể quay trở lại được. Chết thì vẫn còn cơ hội, chỉ cần chịu sửa đổi là được. Tôi khác với anh, tôi đã giết quá nhiều người rồi, chết là có lợi cho tôi thôi.
ông trời bắt tôi còn ở trên đời này là trừng phạt lớn đó. Murder of Senator Jose Velasco surrendered voluntarily with the NDI last night. He admitted that Mr. Don Lee is the real mastermind behind the murder. Is Mr. Max Mack, a Chinese national from Hong Kong. Both he and Mr. Lee will be charged with murder. We want justice! The NDI are protecting the Chinese murderer! The Chinese were responsible for the kills of our beloved hero! NBI Director, what do you want? Mr. Director, we want to express our anger at the loss of our beloved Jose Velasco, who was our hope for the future, and who is the hero of the people of the nation. One of our men has been injured in the war. Đường đâu? Thank you.
Đồng thời trong chuyện này, một đám người biểu tình giằng co với quan chính phủ trong building của Bộ Chính trị và kêu to khẩu hiệu phản hòa chính phủ. Đối với những lời phản hòa của họ, cảm thấy rất là chấn động và lập tức phát biểu thanh minh với chuyện này. This is not a racist country. Nước ta không phải là một quốc gia kỳ thị chủng tộc. Người qua đối với nước ta có cống hiến rất lớn, không thể sơ sót. Được tin kế hoạch phản hòa động cơ của người chủ sự phía sau này là: thứ nhất là muốn cứu hai tên nghi phạm đang bị câu lưu trong Bộ Chính trị. Thứ hai, chủ yếu là muốn đem sự bạo loạn chính trị cho quốc gia. Chính phủ ta tuyệt đối nhẫn nhịn sẽ lập tức tầm não phần tử làm rối loạn để chịu hình phạt của tư pháp. We have just uncovered an underground printing factory whose facilities are being used to produce anti-Chinese literature. We now have enough evidence and reliable information to lead us to the people responsible for this malicious campaign. And I am confident they will soon be in NBI custody. Đường đường để chạy thoát. Anh biết bên mình đã xảy ra vấn đề. Chuyện gì? Cửa sau đã bị cháy. Mày về thống đi cho điện thoại của tao. Coming. Chào. Timmy và Philip đã bị bắt trong nhà in. Nhất định có nội gián. I need to stay in the camp for a while. That's fine. Vậy mà cũng không chết. Mạng coi cũng lớn thiệt hả? Cứ tự nhiên. Hay. Là máy gì đây? Là máy móc mới. Anh không biết đâu. Các người đang làm gì? Mình có nhiệm vụ mới là phải theo dõi hành động của Aquino, đừng có để hắn chạy thoát, đồng thời đưa tin cho chính phủ được đưa người đến bắt hắn. FBI mới vừa ốp nhện của hắn. Bây giờ hắn ở đâu? Ở trong trại lính. Sớm muộn hắn cũng sẽ hành động. Nhưng bắt hắn cũng vô dụng thôi. Thân phận của hắn không phải là Trần Hùng. Không rửa được tội của tôi. Chứng minh không được thì thay đổi thân phận. Trần Hùng làm được, chúng tôi cũng làm quen rồi mà. Anh nói là làm lại từ đầu mà. Sửa lại tên khác tốt hơn. Tôi có thể giúp anh. Cảm ơn. Nè, tôi giúp anh, anh giúp tôi. Cô nữ ký giả đó viết cuốn sách giùm cho anh. Trong đó nhớ đừng có khai ra chuyện của chúng tôi nha. Sao anh biết? Đương nhiên biết. Bây giờ anh chưa lên gì với cổ, chỉ nói chứ không có làm. Tôi hứa với anh. Trước kia tôi cũng có con đào, nói là viết ra câu chuyện cho tôi. Ai ngờ sau khi lên giường với cổ xong rồi á, không còn tin tức gì của cổ hết. Thật ra chỉ muốn gạt tôi ngủ với cổ thôi. Thiệt mà. Nè Đương à, nếu nhìn muốn cuốn sách qua được xuất bản thì đừng có ngủ với cổ đó nha. Ủa? Vậy tôi nghĩ cuốn sách này có xuất bản lắm. Lên chính phủ có hành động. What's going on out there? Troops have been sent by Central Command. They have given me three options. One, send you out. Two, I let them come in and search the camp.
for three? They enter the camp by force. You have to get out of here. Mục tiêu đang di động, hắn rời khỏi trại lính. Bibi, chạy xe. Dạ. Tín hiệu bị mất. Tại sao? Tại vì sao phạm vi tiếp thu. Vị trí cuối cùng là ở đâu? Đông Bắc, 5 công lý. Cách xa 5 công lý mà nhận không được. Máy móc gì mà tệ quá vậy? Vị trí cuối cùng là ở đây. Theo tôi thấy, một là hắn tới San Pedro, hai là hắn đến Angel. Thông báo NBA cho họ biết là Trần Hùng đến Angel. Chúng ta tới San Angel. Nếu chúng ta chặn không được hắn, vẫn còn NBA mà. Hiếp, thông báo cho NBA. Bibi, đừng có lái quá 120 mai. Vị trí ở đâu? Mới vừa qua khỏi building của chính phủ, còn khoảng 30 phút nữa là tới. Cẩn thận có người theo dõi. Đưa cái điện thoại cho tôi. Ê, đã có tín hiệu, đang về hướng đông bắc. Baby, chạy nhanh lên. Brent, chuẩn bị, mình phải phát sóng Aquino. Ok, hey, show us on. That's rock and roll. Cầm lấy phong thư. Đã 12 năm chưa có dùng qua. Sao hả? Không biết dùng à? Hy vọng là không cần dùng. Anh muốn để cho Aquino chạy thoát, hay là sự gặp anh em quên mất gì? Để gặp hắn, hắn thuộc về tôi. Đừng có cản trở tôi. Mình còn bao xa nữa? Không tới 3 công lý. Chiếc quệ cua. Move. Thank you.
Brad! Lên! Làm ẩu nha. Anh biết tôi hay sao? Có nghe không hả? Có nghe không hả? Anh chịu nói tiếng Hoa rồi hay sao? Kevin. Dạ. Lái xe qua đây. Ờ. Đi. Đây. Let's get out of here. Hurry. Lái xe đi. Lái đi.
Sao hả? Nếu có cơ hội cứ chạy đi, mặc kệ anh. Anh Hùng, đừng có nói mấy chuyện này. Sao súng của anh yếu quá vậy? Tính của anh đã trở thành đàn bà hồi nào vậy? Anh đã dùng tính mạng của tôi rời khỏi nhà tù. Tôi kiếm không được lý do để giết anh. Mày đã giết hai lộ gì của tao?
Nổ súng là trong lúc nóng nảy. Là vì tôi muốn ngăn cản anh giết người. Tôi đáng chết. Đừng có nên đau buồn vì tôi. Hãy đưa tôi một đoạn đi. Kính à, anh bè đợi tới, chạy mau đi. Đừng, chạy đi, cảnh sát đã tới. Chạy đi, nhanh lên. Bên này. Bỏ súng xuống. Mệt. Mạc, giữ mạng lại. Sau này còn rất nhiều cơ hội. Anh Hùng, con đường của anh đã đến cuối cùng rồi. Mạc, tao kêu mày bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Để tôi giúp anh nè. Ôi dạ, khỏi, để tôi. Để tôi. Sau này cũng còn hứng thú gia nhập tổ chức của tôi không? Tôi làm mỗi một chuyện đều phải có lý do. Tôi có quyền lựa chọn công tác không đây. Anh nói đúng. Con đường của anh không phải dễ đi đâu. Không có đường nào dễ đi. Nói thì phải. Không có lòng tin hả? Quan trọng nhất là kiên trì với trách nhiệm của mình. Nhìn cho kỹ con đường của mình đi là gì. Đừng có lãng phí thời gian. Tôi mời cái gì uống rượu. Anh em, anh đưa mời uống rượu kêu. Được, chúc mừng anh. Chơi trên New Life. Yeah. 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 Yeah.